Chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thay lõi lọc máy lọc nước, thay lõi số 1 này. Đấy. Ôi giời, được 2 tháng rồi mà đen xì hết rồi này. Như này là phải thay rồi. Nào, cầm máy cho bác nào. Quay lại. Đứng đứng lên. Rồi. Bây giờ sẽ tháo ra. Sẽ lấy tay khung vừa theo máy để tháo ra. Ui, quá rồi. Được chưa? Đổ nước cũ đi. Sẽ rửa lại cốc này quá bẩn luôn. Sau khi rửa cốc lọc cả sạch rồi thì bóc lấy cái lõi lọc mới lắp vào. Trước khi lắp thì phải hứng nước cho nó đầy cái quả lọc này, cho nó nước nó đầy thì xong mình mới lắp vào. Nếu mà nước chưa có nước thì lắp vào thì nó sẽ bị e khí ấy, thì nước nó sẽ không sang được quả này. Đấy, bây giờ đợi nước nó đầy xong mới lắp vào. Rồi sau khi nước đầy thì sẽ vặn chặt lại thôi, rất đơn giản. Chặn lại khi nào mà không thấy nổi nước là được. Đây, quay sang đây. Đấy, thế là xong nhá. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.